Xin chào mọi người. Hôm nay buổi sáng áp bận thành ra là chiều dịch chuyện hơi trễ. Hôm nay có thể là sẽ trễ một tí. Áp cảm ơn bạn Tuấn Bách đã tham gia lại giúp hội viên. Bạn hết hạn rồi tham gia lại. Ủng hộ áp, cảm ơn bạn Tuấn Bách rất nhiều. Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 3560 đến chương 3563. Diệp Lăng Thiên, thần tử của Hiên Viên Điện, lấy sức một mình quét ngang Ngũ Đại Thượng Tông. Diệp Lăng Thiên, thần tử của Hiên Viên Điện, một kiếm đứt cổ, đánh bại một vị thần phẩm nguyên anh. Diệp Lăng Thiên, thần tử của Hiên Viên Điện, về sau đã cùng một tên thần phẩm nguyên anh khác đối oanh một kích, kết thúc không có kết quả. Trưởng môn huyết tộc, trưởng môn Thiên Thần Tông bị thần tử Diệp Lăng Thiên một kiếm chém chết. Trưởng môn Thiên Lang cùng thần tử Diệp Lăng Thiên thành lập khế ước thần hồn, phát thệ vĩnh viễn trung thành với Hiên Viên Điện. Dương Thành Vực dưới một lời nói của thần tử Diệp Lăng Thiên tuyên bố giải tán. Hết tin tức này đến tin tức khác lan tràn khắp các nơi trên Sao Ly. Chỉ trong một ngày, ba chữ Diệp Lăng Thiên tựa như có một loại ma lực nào đó, trở thành một danh từ mới có sức nặng khổng lồ trên Sao Ly, được gọi là vô địch Sao Ly. Mà Hiên Viên Điện tại dưới ánh sáng hào quang của Diệp Thiên càng lộ ra tôn quý vĩ ngạn. Tại cùng ngày huyết chiến, Phong Hậu cùng Độ Ách liền dẫn đầu các vị trưởng lão Hiên Viên Điện đem tất cả tài nguyên tu luyện còn lại của Ngũ Đại Thượng Tông, kể cả công pháp, pháp bảo, thần binh, tất cả đều thu thập về. Ngay cả chỗ ở còn lại của Ngũ Đại Thượng Tông cũng lần lượt bị Hiên Viên Điện tiếp nhận từng cái một. Đệ tử còn lại của Ngũ Đại Thượng Tông hàng thì hàng, chạy thì chạy. Trong vòng một đêm, tất cả đều phân ly, tan rã. Nhất là Dương Thành Vực có vô số đệ tử cực kỳ bi ai, khóc thút thít. Dưới giọng nói bất lực của Dương U Minh, tất cả mọi người giải tán ngay tại chỗ. Đệ nhất đại tông phái vốn là thanh thế mạnh nhất Sao Ly, nháy mắt người đi nhà trống. Dương U Minh làm xong tất cả những chuyện này liền đi theo Diệp Thiên đến tổng bộ Hiên Viên Điện chuẩn bị đón Mai Nhật Lãnh trở về. Dương Thành Vực không còn tồn tại, nhưng Mai Nhật Lãnh lại là truyền nhân duy nhất của ông ta. Ông ta không thể không quan tâm. Tại tổng bộ Hiên Viên Điện, Diệp Thiên trở về trong tiếng hoan hô long trời lở đất. Bất luận là đệ tử hay là trưởng lão đều là lấy một loại ánh mắt sùng bái đến gần như điên cuồng chào đón anh. Thành thế của Diệp Thiên ở Hiên Viên Điện giờ khắc này có thể nói là chỉ có hoàng đế ngàn năm trước mới có khả năng thoáng so sánh cùng anh một lần. Cho dù là Phong Hậu hiện tại cũng bị tầm ảnh hưởng của anh hạ xuống một khoảng lớn. Cô được tự do. Dưới gốc cây thánh hồn, Diệp Thiên điểm một ngón tay giải khai cấm chế trên người Mai Nhật Lãnh. Lực lượng của Mai Nhật Lãnh được khôi phục, nàng đứng dậy, nhìn thấy Dương U Minh phía sau lưng Diệp Thiên. Nàng cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Nàng không nói gì, yên lặng đi đến bên cạnh Dương U Minh, nói khẽ. Dương Thành Vực không còn nữa sao? Dương U Minh nhẹ gật đầu, nhìn thấy Dương U Minh trả lời, khí tức của Mai Nhật Lãnh lúc này lập tức trì trệ. Trên mặt nhiều hơn một phần tái nhợt. Nàng bái làm môn hạ với Dương U Minh là đệ tử thủ tịch của Thần Điện Thái Dương. Nhưng bởi vì Dương U Minh chấp trưởng Dương Thành Vực, cho nên nàng ngay từ nhỏ đã tu luyện ở Dương Thành Vực. Đối với rất nhiều người cùng đệ tử nơi này đều có giao tình thâm sâu. Dương Thành Vực cũng là quê hương thứ hai của nàng. Bây giờ đồng môn đã ly tán, Dương Thành Vực đổi chủ, nàng chỉ cảm thấy mình mất đi tất cả, tựa như cái xác không hồn. Diệp Thiên biết Mai Nhật Lãnh hiện tại đã tỉnh táo lại, sẽ không làm chuyện gì điên rồ. Anh lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai thầy trò này. Dương U Minh, không nên quên ước định của ông và tôi. Ánh mắt Diệp Thiên đầu tiên là rơi vào trên người Dương U Minh. Hơn 20 ngày trước, ông và tôi đã từng ước định tôi hợp tác với ông đi tinh ngân chi nhãn cứu người. Sau khi mọi chuyện thành công, ông phải dẫn tôi đi tổ tinh Thần Điện Thái Dương. Còn nhớ rõ hay không?
Dương Vô Minh đầu tiên là khẽ giật mình, hơi sửng sốt một chút, mà sau đó vẻ mặt phức tạp nói ra: cậu vừa mới trải qua một trận đại chiến quét ngang Ngũ Đại Thượng Tông, hiện tại liền muốn tiến về Dương Thần Tinh rồi sao? Dĩ nhiên không phải là hiện tại. Diệp Thiên khoát tay áo: tôi tu luyện dưỡng thương mấy ngày, sau đó sẽ đi cùng ông. Giữa tôi cùng Thần Địa Thái Dương nhất định phải giải quyết dứt điểm. Cái gì mà Ngũ Đại Thượng Tông trên sao ly, đối với Diệp Thiên mà nói chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Chỉ có năm cái cường tộc đại giáo phía sau bọn hắn kia mới thực sự là phiền phức. Diệp Thiên muốn Hiên Viên Điện đứng trên đỉnh Hệ Ngân Hà, liền nhất định phải giải quyết Ngũ Đại thế lực Hệ Ngân Hà này, đem ân oán ngàn năm trước quét sạch. Nhất là Hiên Viên Điện cùng Thiên Thần Tông, Diệp Thiên nhất định phải diệt. Được, mấy ngày nay tôi sẽ ở lại sao ly. Dương Ngô Minh từ trong ngực lấy ra một viên ngọc phù đưa tới trong tay Diệp Thiên. Cậu nếu muốn khởi hành chỉ cần đưa tin cho tôi là xong. Đây là ngọc phù đưa tin của tôi, bóp nát nó, tôi sẽ tự mình tới tìm cậu, dẫn cậu đi Dương Thần Tinh. Rất tốt. Diệp Thiên đem ngọc phù tiếp nhận, xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên thân Ma Nhật Lãnh. Tại Tinh Ngân Chi Nhãn, cô đã từng chiếu cố tới tôi rất nhiều. Chuyện này tôi ghi nhớ và cũng đã trả hết cho cô. Lần tiếp theo, tôi sẽ không còn mảy may lưu thủ, chờ thời điểm tôi cùng Thần Địa Thái Dương quyết chiến. Cho dù là cô cản ở trước mặt tôi cũng sẽ nghiền nát cô. Cô cùng sư phụ của mình tốt nhất không nên lựa chọn sai lầm. Mai Nhật Lãnh nghe anh nói như vậy, thân hình khựng lại, trong mắt lướt qua một màn sương mù, nhưng vẫn được sự kiên quyết cường đại trong nội tâm nàng chống đỡ, giọng nói không chút nào hỗn loạn. Vậy liền lần tiếp theo anh cứ giết tôi đi. Nói xong nàng đi ra khỏi Hiên Viên Điện trước. Dương Ô Minh thấy thế cũng thở dài, thầm than một tiếng, đi theo phía sau. Cứ như vậy mà thả bọn họ rời đi hay sao? Hai người vừa mới đi xa, Phong Hậu cùng Đồ Ách cùng tiến lên đón. Tu vi của Dương Ô Minh quá mức cường đại, là cửu phẩm nguyên anh. Hiên Viên Điện chúng ta trừ cậu ra còn có người nào là đối thủ của hắn đâu chứ? Vạn nhất hắn đột nhiên phản kích, không có cậu tại đây, sợ là Hiên Viên Điện chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Bọn họ là người đã sống mấy ngàn năm, tự nhiên biết hậu quả nhổ cỏ không trừ tận gốc, nên lúc này mới mở miệng nhắc nhở Diệp Thiên. Không cần đâu. Diệp Thiên vẻ mặt ôn hòa lắc đầu. Từ một khắc Dương Thần Vực giải tán kia trở đi, ông ta đã mất đi ý chí chiến đấu. Ông ta biết rất rõ, cho dù có giãy giụa như thế nào, kết quả cũng đã định. Trừ phi Thần Địa Thái Dương đánh bại tôi. Anh đang lúc nói chuyện ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt dường như xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía sâu nhất trên tinh không cực kỳ xa xôi. Dương Dịch Sinh, An Hà Đạo. Anh nhẹ nhàng thốt ra hai cái tên này, năm ngón tay cũng đã siết chặt. Tại Cấm Địa Thần Địa Thái Dương, An Hà Đạo nắm giữ màn ánh sáng kỳ dị, từng bước một đi vào tu di ma tớ giới bên cạnh. Bên trong màn ánh sáng là thần hồn Thiên Luân, hắn gầm thét khàn cả giọng, nhưng An Hà Đạo lại mắt điếc tai ngơ, cuối cùng đem màn ánh sáng đặt ở bên cạnh tu di ma giới. An Hà Đạo nói Dương Dịch Sinh, cái tên tạp chủng kia tới gặp ta, cái chó má đệ nhất Ngân Hà gì chứ, đã dám đánh lén tộc đồng minh của ta mà không dám thừa nhận hay sao? Nghe được Thiên Luân nói ra lời này, An Hà Đạo rốt cục hơi biến sắc. Ồ, hắn ta có chút hứng thú nhìn về phía Thiên Luân. Ngươi làm sao lại biết chuyện này, là ai nói cho ngươi biết? Thiên Luân không quan tâm tới câu hỏi của hắn, chỉ phẫn nộ quát lớn. Ai nói cho ta biết có liên quan gì tới ngươi chứ? Để Dương Dịch Sinh lăn tới đây gặp ta. Ngay tại một khắc, tiếng nói của hắn vừa dứt, thân ảnh Dương Dịch Sinh đột nhiên từ hư không xuất hiện tại tu di ma giới. Hắn cười mà như không cười nhìn về phía Thiên Luân. Sinh mệnh của ngươi đã chỉ còn lại một hơi tàn như ánh nến, còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi nữa sao? Nhìn thấy Dương Dịch Sinh xuất hiện, Thiên Luân trong mắt như muốn phun ra lửa, tức giận chất vấn. Dương Dịch Sinh, ngươi cái đồ hỗn trướng này, phụ thân ta đem ngươi coi như là hảo hữu chí thân, ngươi lại âm thầm đánh lén ông ấy, một tay hủy diệt tộc đồng minh của ta. Ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, bội tín, vong nghĩa. Bị Thiên Luân quát mắng như thế,
Dương Trường Sinh lại không chút nào tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng. Đồng minh Thiên Luân, dựa theo bối phận mà tính, ta nên gọi ngươi một tiếng chất nhi. Cha ngươi đã đem ta xem như là hữu hảo chí thân, chuyện này không hề giả, ta cũng đối đãi với hắn như vậy. Nhưng ngươi phải biết, trên thế giới này có một thứ vượt lên trên tất cả. Để có thể có được nó, tình thân, tình yêu, hữu nghị đều có thể vứt bỏ, đó chính là lực lượng. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Tu Di Ma Giới, từ trên cao nhìn xuống thần hồn Thiên Luân. Muốn trách, liền trách tộc đồng minh của ngươi đã từng sinh ra một vị cường giả hóa thần. Hắn cũng là một vị cường giả hóa thần duy nhất xuất hiện tại hệ Ngân Hà. Hắn chính là ông nội của ngươi. Sau khi hắn đặt chân vào hóa thần, đã thay đổi huyết thống của tộc đồng minh các ngươi, để các ngươi có được khả năng có thể tiến vào hóa thần. Nói cách khác, tộc đồng minh các ngươi là chủng tộc duy nhất có được huyết mạch hóa thần trong toàn bộ hệ Ngân Hà này. Chính bởi vì điểm đó, ta mới không thể không ra tay đối với tộc đồng minh các ngươi. Bởi vì chỉ có huyết mạch của các ngươi mới thể làm một cái bàn đạp cho ta, giúp ta thành công bước vào hóa thần. Hắn trong lúc nói chuyện, bàn tay nhẹ giơ lên, những thần hồn lệ quỷ bên trong hồ huyết thủy ma giới phía sau lưng đột nhiên xoay tròn sôi trào. Hắn nhìn về phía Thiên Luân, trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Người tại bên trong Tu Di Ma Giới tu luyện 20 mấy ngày, lực lượng đã tăng lên theo cấp số nhân, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới những cái huyết thủy này đến tục cùng là cái gì hay sao? Thiên Luân vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng đã run rẩy, hiện lên một tia dự cảm bất thường. Hắn tu luyện tại bên trong Tu Di Ma Giới, những cái huyết thủy này hoàn toàn chính xác đã cho hắn một loại cảm giác khác lạ. Nhưng hắn lúc đó đầy trong đầu chỉ có cừu hận đối với Diệp Thiên, tuyệt nhiên không chút để ý. Nhưng bây giờ hắn lại là tại bên trong những huyết thủy này phát giác được cảm giác thân thuộc nồng đậm. Hắn đột nhiên giật nảy mình, đó là cảm ứng đặc biệt giữa những người có chung huyết mạch. Dương Dịch Sinh, ngươi... Thiên Luân ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dịch Sinh, trong con mắt tràn đầy vẻ khó tin cùng bi thương. Mà Dương Dịch Sinh cũng tại lúc này nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hồn hàm răng trắng nõn. Ngươi đoán không sai, huyết thủy bên trong Tu Di Ma Giới này chính là huyết mạch của tất cả tộc nhân, tộc đồng minh các ngươi ngưng tụ mà thành. Mà bây giờ chỉ còn sót lại duy nhất mình ngươi, một tên dư tử của tộc đồng minh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một trảo liền quét qua, màn ánh sáng kia chợt biến mất, hóa thành một đạo kim quang bay vào bên trong ống tay áo của hắn, tựa hồ đó là một món pháp bảo. Mà thần hồn Thiên Luân đã hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn. Thiên Luân ngay cả ý niệm chạy trốn cũng còn chưa nghĩ tới, Dương Trường Sinh lại đã có động tác. Chỉ thấy ngón tay hắn điểm một cái, chính giữa lông mày thần hồn Thiên Luân, một giọt huyết dịch hơi lóe ra màu vàng kim từ giữa lông mày Thiên Luân nhỏ xuống. Đây chính là huyết tâm vô cùng đặc biệt của tộc người Đông Minh, ẩn giấu sâu bên trong thần phủ, cùng thần phủ hòa làm một thể. Huyết tâm cùng tộc văn của tộc Đông Minh là hai đại huyết mạch chí bảo của tộc Đông Minh. Tại một nháy mắt, giọt huyết tâm này rời khỏi thần hồn, hình bóng Thiên Luân cũng triệt để trở thành hư ảo. Tại bên trong ánh mắt không cam lòng cùng căm hận của hắn, giọt huyết tâm này rốt cục cũng rơi vào bên trong Tu Di Ma Giới, cùng những huyết thủy hỗn hợp kia dung hợp lại cùng nhau. Mà hắn cũng ngay một khắc sau đó triệt để vỡ nát, hóa thành điểm sáng đầy trời. Vị cốt nhục cuối cùng của tộc Đông Minh cũng theo đó mà bỏ mình, tiêu tán khỏi thế gian. Mà Dương Dịch Sinh thì nhìn xem huyết thủy sôi trào xoay tròn dưới chân, trong mắt hiện ra thần sắc gần như là điên cuồng. Bên trong thần phủ của hắn, một đạo quang ấn xuất ra rơi vào phía trên huyết thủy. Đó là tộc văn dòng chính của tộc đồng minh mà Thiên Luân đã giao cho hắn. Tộc văn rơi vào bên trong huyết thủy, cả hồ huyết thủy ngay lập tức bộc phát ra ánh sáng vàng kim vạn trượng, đem Dương Dịch Sinh gột rửa ở trong đó. Sau đó một tràng tiếng cười điên cuồng quỷ dị từ bên trong ánh sáng vàng kim truyền ra. Trong vòng một tháng ta sẽ bước vào hóa thần. Hết. Tập này nhiều chương đấy.
Khuya còn một tập nữa nha.